Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hiện bây giờ em đang có mặt ở đây để ghi hình đang bán hai con bò, là một bộ mẹ con, và một con cái tơ chuẩn bị lên giống. Đây trước mắt cô chú anh chị và các bạn là bộ mẹ con của con đực kem. Con đực kem được một tháng, rất là lực luôn ha. Đực kem một tháng, còn mẹ là con mẹ tơ để lứa đầu, con mẹ là con pháp kem. Nói chung là mẹ này khá là mát sữa ha, không ốm nha. Đó, rúng nè. Chung chân móng được hoàn thiện ha. Đây, rúng nè, đầy đủ ha, vú. Chân móng hoàn thiện, chiều cao dao động tầm khoảng 1m3 bò. Đây. Con là con đực kem. Bộ mẹ con này thì bây giờ anh chủ nhà quyết định bán cho bà con của bác anh chị với giá là 38 triệu ha. Mẹ tơ đẻ lứa đầu, con là con đực kem. Chân móng hoàn thiện ha. À, chân móng hoàn thiện, cu giái không áp xe, không xuống rúng xuống ruột gì hết. Con rất mát sữa ha, lưng đôi nè, coi dàn lưng đôi nè, mặt mày của con bò mẹ nè. Đây, con mẹ là con pháp kem nha, chân móng đây cũng hoàn thiện, rúng đầy đủ, xác tích nghiêm chỉnh. Bộ mẹ con này bây giờ anh chủ nhà quyết định bán 38 triệu bao lồi lú cho cô chú anh chị và các bạn tới trong vòng tới mấy tháng. Nãy anh bao tới mấy tháng anh? 5 tháng luôn. Về mà có hiện tượng lòi lú hí tử cung, anh nhận lại và hoàn tiền đầy đủ cho cô chú anh chị bạn luôn. Đây, bộ mẹ con này giá 38 triệu ha. Mẹ tơ đẻ lứa đầu nha. Mẹ này chiều cao chắc khoảng 1m3 bò. Chân móng, xương sóc rất là ok. Kế bên là một con cái sinter. Đó, với một khung tàn khá là ok. Chiều cao cũng gần 1m3 bò. Con này là khoảng 13 tháng tuổi ha. Con này khoảng 13 tháng tuổi. Giờ anh chủ nhà quyết định bán cho bà con cô bác anh chị với giá là 18 triệu ha. 18 triệu là hơi bị rẻ luôn. Cô chú anh chị các bạn đây. Bò bà lớn bự bằng bò nái bên kia luôn mà có 18 triệu. À, cô chú anh chị các bạn cảm thấy ưng muốn mua thì liên hệ ngay và liền với em. Con này sinter đầu trụi luôn. Những dòng sin này về đẻ sai cực kỳ của chú anh chị các bạn. Bò này nửa bự con. Mới 13 tháng tuổi mà nó bà lớn. Chân móng. Chân móng sò nha cô chú anh chị các bạn, rúng đầy đủ, sái tích nghiêm chỉnh, mặt mày đầu trụi. Đây, con này thuộc về cái dòng sin. Đó, con này 18 triệu nha. Con này nhìn rúng yếm rất là ok, chân móng sò. Đó, bà con cô bác anh chị nào gần xa có nhu cầu muốn mua thì liên hệ ngay và liền với em để có thể chốt được hai con bò này. Con này thì đang có giá là 18 triệu. Tơ chuẩn bị lên giống nha, 13 14 tháng. Chiều cao khoảng 1m3 bò, để em lấy thước ra đo thử cho bà con cô bác anh chị luôn. Con này khoảng 1m3 bò. $18 nha, rất là rẻ luôn. 1m28, chiều cao 1m28 của chú anh chị bạn. 18 triệu thôi. Tơ chưa lên giống nha. Còn con mẹ này chiều cao nó là 1m28 luôn. À, mẹ con này giá 38 triệu. Con là con bê đực kem. Con là con bê đực kem được 1 tháng tuổi. Mẹ con này giá 38 triệu nha. Đây cô chú anh chị các bạn, chân móng này. Bao lòi lú cô chú anh chị và các bạn tới ngày sanh tháng đẻ luôn. Đó cô chú anh chị các bạn, hồi nãy anh nói 5 tháng thôi, nhưng mà anh nói nhỏ nhỏ lại anh ơi. Bao cho người ta đi em. Bò nghiêm chỉnh mà đâu có sợ. Bao cho người ta về người ta nuôi cho nó mạnh, mạnh khỏe. Bao là vấn đề là lòi lú hí tử cung tới mà nó đẻ lứa sau luôn. Đó, tới ngày mà nó đẻ lứa sau luôn có nghĩa là chuẩn bị phối lứa tới kế tiếp là đẻ luôn. Đó, nói chung là anh bao cho bà con cô bác anh chị khỏi phải sợ. Nhiều khi mà mình mua một món hàng mà mình cứ ấp a bốn sợ hãi thì đâm ra là nó không có được suôn sẻ. Còn này anh nói là bao cho bà con cô bác anh chị mua về nếu mà có hiện tượng lòi lú hí tử cung cho tới cái lứa sau. Để lưới sau mà nó có hiện tượng lòi lưới hí tử cung thì anh nhận lại và hoàn tiền đầy đủ cho bà con cô bác anh chị luôn ha. Nè, bò nói chung là nghiêm chỉnh, chân móng hình hài rất là ok luôn. Chiều cao gần 1m3. À, bà con cô bác anh chị là cảm thấy thích muốn mua thì liên hệ ngay và liền với em. Bê được rất là đẹp luôn ha. Bê được kem. Bê được kem trắng 1 tháng tuổi rất là đẹp, dai lực, chân móng rất là ok. À, chú anh chị các bạn mặt rất là kháo khỉnh luôn ha, mới 1 tháng mà nó lực cỡ này á. Đó, bộ mẹ con này đang có giá là 38 triệu ha. Tơ mẹ đẻ, mẹ tơ đẻ lứa đầu luôn nha.
Đó, mẹ không ốm, mẹ rất là mát sữa nha. Kế bên là con Sinter. Đó, nhìn thấy dạng thùng dạo không? Rúng nè, chân móng nè. Đó, móng ở đây là móng sò nha. Con này 18 triệu, rất là rẻ luôn. Quá rẻ cho một cuộc tình. Bà con, cô bác, anh chị nào có nhu cầu muốn mua thì liên hệ ngay và liền với em. Bò này sau này bự con. Con này mà để cỡ 18-20 tháng là con bò này rất là to luôn. Có điều anh chủ nhà này anh nuôi thì nó không được mập cho lắm. Mà bò nuôi bò nái thì đa phần bà con cô bác lại thích nó gần gần như thế này. Nó trung trung vậy nó mới đẻ lâu dài được ha. Còn mấy con mập quá thì nhiều khi bà con sợ nó bị lòi. Nè con đực nè. Rất là ok luôn ha. Mới có 1 tháng mà nó lực cái ghê không. Đó, bà con cô bác nào cảm thấy thích muốn mua thì liên hệ ngay và liền với em ha. Bộ mẹ con này là có giá là 38 triệu. Mẹ tơ đẻ lứa đầu con là con đực kem nha. Đó, đực kem được 1 tháng mấy. Rất là đẹp. Rồi, thì bà con cô bác nào cảm thấy thích muốn mua những con bò ở đây thì cứ liên hệ ngay và liền với em. Con này 18 triệu. Nhấc máy lên và gọi ngay cho em đi cô chú anh chị các bạn. Quá rẻ. Quá rẻ cho một cuộc tình. Rồi, thì bây giờ em xin kết thúc cái video ở đây. Và nãy đến giờ cũng đã báo giá và cập nhật đầy đủ thông tin cho bà con cô bác anh chị rồi. Nếu mà cảm thấy muốn mua thì liên hệ ngay và liền với em nha. Con bò xin bự chà bá luôn. Sái tích nghiêm chỉnh nha, cái lưng nghiêm chỉnh. Đó. Vậy mà có 18 triệu cho anh chị các bạn. Rồi nhấc máy lên và gọi ngay cho em nha. Bây giờ xin kính chào, hẹn gặp lại cho anh chị và các bạn video kế tiếp.